Biren chính thức làm rõ tin ngoại tình với nữ gôn thủ giống Kim Tây Hy. Tin đồn Biren ngoại tình sau lưng Kim Tây Hy đang được bàn tán sầm rộ trên các trang truyền thông, mạng xã hội khắp xứ Trung và Hàn. Vào ngày 6 tháng 10, tờ của Mừng Sen đưa tin đồn chấn động về một sao nam hàng đầu đang ngoại tình với một nữ gôn thủ. Theo đó, sao nam này đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực ca hát, vũ đạo, diễn xuất, đã kết hôn với bà xã nổi tiếng thông minh và xinh đẹp. Ngôi sao này thậm chí còn có căn hộ riêng để ngoại tình với nữ cung thủ. Anh đã bị vợ phát hiện và cảnh cáo. Sau khi tin đồn lan truyền, Biren bỗng bị xéo gọi đến mức phải lên tiếng ngay. Nữ cung thủ trong tin đồn tên Bác Giai sinh năm 1996 và có ngoại hình giống Kim Tae Hy Chỉ sau vài tiếng, công ty quản lý của nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này thông báo sẽ thực hiện những hành động pháp lý mạnh mẽ. Biren vô cùng tức giận, thật là nực cười tin đồn đang lan truyền không đúng sự thật. Ban đầu chúng tôi im lặng vì không đáng để phản ứng. Chúng tôi đang lên kế hoạch thực hiện hành động pháp lý ngay lập tức. Biren và Kim Tây Hy bắt đầu hẹn hò từ năm 2012. Cặp đôi chính thức về chung nhà vào năm 2017 sau 5 năm gắn bó, không có bất cứ dấu hiệu rạn nứt nào. Cặp đôi lên trước bố mẹ của hai cô con gái và trở thành hình mẫu gia đình lý tưởng tại showbiz Hàn Quốc. Nguồn, của mừng sen, Aleppo.